trộm xe máy diễn như thật, khiến người thuê trọ mở toang cửa chào đón. Khi người thuê trọ vừa mở cửa thì kẻ gian tiếp cận trò chuyện rất tự nhiên, khiến người kia lầm tưởng là hàng xóm cùng thuê trọ, từ đó không đóng cửa đề phòng. Ngày 14 tháng 12, Công an phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Công an thành phố Thủ Đức truy xét hai thanh niên phối hợp trộm xe máy với thủ đoạn hết sức tinh vi, liều lĩnh. Qua trích xuất camera, Công an xác định khoảng 19 giờ 45 phút tối 11 tháng 12, một thanh niên đi làm về tới cửa phòng trọ trên đường Cầu Xây 2, phường Tân Phú. Khi người này mở cổng thì cũng có hai thanh niên có vẻ ngoài là tài xế xe công nghệ và người ngồi sau giống khách thuê trọ. Thanh niên ngồi sau vừa hỏi thanh niên vừa về trọ vài câu để bắt chuyện, nhằm đánh lạc hướng. Vừa đi đâu về mà đi chân đất vậy? Lúc này thanh niên vừa về cho rằng người này cũng là người thuê trọ nên không đóng cửa mà vào phòng luôn. Từ đây kẻ gian thoải mái đi vào bên trong, lựa xe, bẻ khóa, dắt ra ngoài rồi tẩu thoát. Được biết nạn nhân là sinh viên năm 4 của một trường đại học. Anh này mới mua chiếc xe máy hiệu Filter giá trị khoảng 40 triệu đồng. Còn bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.